À, xin chào các bạn. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật nên mình cũng rảnh. Ngày Chủ nhật là bảy tây tháng 3, âm lịch là ngày không 23, 24 tháng giêng âm lịch. Thì ngày mai là ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, nên giờ mình cũng lên trên sân thượng mình chỉ mình coi những cái cây kiểng gì á, cây hoa mình nó có cái gì đẹp đẹp á, mình sẽ cắt tặng vợ cho đỡ tốn tiền nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình đi xem những cái cây hoa kiểng của mình có cái gì đẹp đẹp hay không. Xin mời các bạn. Rồi bây giờ mình đi lên sân thượng coi nha các bạn. Ở đây cũng có những loại cây nè, kiểng của mình, thì chút xíu mình sẽ xuống đây mình sẽ xem sao. Bây giờ mình sẽ đi lên sân thượng. Ở trên cái sân thượng của mình á, thì mình có trồng một cái vườn phong lan các bạn. Đây thì mình có xịt nước phun sương. Trời hiện tại bây giờ rất là nắng các bạn. Thì cái những cây này thì các bạn thấy thì nó bây giờ nó cũng chưa có cây nào ra hoa hết. Mùa này thì mùa nắng, khi mà nó chuyển mưa xuống mùa mưa xuống các bạn thì nó sẽ ra hoa rất là nhiều. Mình sẽ quay cho các bạn. Mà Tết này á, thường thì mình thấy mình nghỉ mấy ngày Tết á, ở đây gần sân banh các bạn, ở đây gần sân bay. Vào những cái dịp Tết á, mình nghĩ có thời gian mình xem trên YouTube á, có nhiều chồng người trồng phong lan á, thì nó có những cái cây mà rất là quý, có những cây rất là hiếm, nó đột biến gì đó bán rất là có đắt tiền. Mình cũng không rành đó, mình chơi thì chơi giống như là đa phần là nó tự nhiên nó phát triển thôi các bạn đó. Nên khi di dòm phong lan của mình thì các bạn cũng đừng có nói chơi sao mà nó cây nó bị khô héo hết nha các bạn, tại vì mình không có thời gian đó. Nhưng mà thấy mình thấy cũng mê, ở trên đó nó quay lên nó đưa vào là những cây mà đột biến, cây hiếm gì bán rất là có giá. Cây mà chưa có thân là nó tự động ra một hoa đó, thì mình cũng không rành đó, thì nay mình quay cho các bạn xem nè. Nếu mà các bạn nào có thấy cây mình cây nào mà đột biến độc lạ gì đó mà có giá trị đó, thì các bạn liên hệ với mình nha. Đó, liên hệ với mình thấy mấy người đó đăng lên mình cũng mê quá, không biết đó, mình nay mình rảnh mình quay cho các bạn xem có cây nào độc lạ không, có gì mua mình bán hết. Rồi còn mình thì mình không thấy gì độc lạ hết trơn á, mình thấy nó cây không có lá nè, chắc cũng không biết có độc lạ hay không đó. Thì các bạn coi coi nha. Các bạn nào mà thấy độc lạ hay gì đó đột biến gì đó, đột biến sen hay gì đó, thì các bạn liên hệ với mình. Đây còn mình thì mình hôm nay mình ra vườn hoa mình thì mình lan mình không thấy cái gì nó lạ hết. Vậy nha các bạn. Rồi mình đầu tiên là mình giới thiệu cái chỗ mà mình trồng lan. Rồi chút xíu mình sẽ xuống cho các bạn coi những cái kiểng kia của mình nữa nha, có gì thì mình sẽ cho các bạn xem.
À, rồi đây, còn đây là những cái cây phát tài, những cái chậu phát tài, mà cây này là mình tự trồng nha các bạn. Bây giờ mình sắp xếp nó lại, hôm Tết giờ mình đem xuống văn phòng của công ty mình trưng á, thì mình cũng chưa sắp xếp nó lại. Hôm nay chủ nhật thì mình rảnh mình sắp xếp nó lại cho nó gọn lại các bạn. À, bây giờ mình sẽ sắp xếp mấy cái cây này lại cho nó gọn gàng. Các bạn biết là trước đây những cái cây phát tài của mình á, mình chặt và những cái thân cây thôi, đó, cái thân cây như vậy mình ghim xuống thì nó lên như vậy được cũng được 2 năm rồi nha các bạn. Mình trồng cũng được 2 năm rồi đó, mình trưng được 2 mùa Tết rồi. Thì các bạn trồng cây như vậy đó thì các bạn khoảng vài tháng, khoảng 4 5 tháng là các bạn chơi được rồi. Ví dụ như giờ là các bạn cắm cây xuống thì Tết nó sẽ ra, các bạn sẽ trưng được. Tất cả những cây này đó là mình trước đây mình trồng cắt bằng cái thân cây thôi đó, mình ghim xuống. Cũng đẹp lắm nha các bạn. Tết mình chờ chung chân chung với cây mai thì nó cũng có nhiều ý nghĩa. Mai phát tài, mình đi ra ngoài thời điểm 2 năm trước mình ra ngoài đường á, những cái trong cái những cái văn phòng hay là những cái quán quán ăn uống của người ta mua ở ngoài những cái chỗ cửa hàng cây kiểng á, nó trồng rất là đẹp, nên mình thấy vậy là mình quyết định là mình vô trong ba mình nó vô sân banh các bạn. Rất là nhiều cây phát tài nó trồng thì mình lấy chặt cái cây thôi, chặt cái thân thôi, chặt cái thân cây thôi, về với bắt đầu mình ghim vô và mình trồng. Thì tự động nó lên, nó sẽ mình tưới nước thì tốt thì nó sẽ lên xanh tươi nha các bạn. À, mình sắp xếp lại rồi, mình sẽ tưới cây. Hôm nay mấy ngày rồi mình cũng lu bu quá, thì vào dịp Tết vô á thì nhân viên á, nó cũng vô chưa đầy đủ nên mình cũng phải có nhiều công việc để làm. Thì những ngày mà chủ nhật rồi đó thì mình mới có thời gian rảnh để tưới cây. Những ngày thường thì mình cũng có tưới, dành chút thời gian 5-10 phút đi ra làm sao đây mình tưới cho nó. À, mình tưới cây như vậy thì mình cũng giới thiệu tiếp cho các bạn về những cây này. Mình cũng coi trên mạng nhiều lắm, về phong lan, về cây kiểng. Đây, mình tưới sơ sơ vậy thôi. À, mình sẽ quay cho các bạn nói về cái vườn kiểng của mình. Mình coi trên mạng mình cũng thấy có nhiều cái hay hay lắm, những cái lạ. Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng cây về cái vườn kiểng của mình nha. Đó, như mình đã nói đó, trước đây cây phát tài của mình đó các bạn, mình chặt những cây như vậy nè, đó. Đó, những cái khúc cây như vậy mình chặt rồi mình ghim xuống thôi thì tự động nó sẽ nhảy lên những cái được cái chọi vậy.
nó phát triển. À, các bạn thấy tất cả những này mình đều trồng bằng cây hết, trồng bằng cái cây không nha các bạn, nó ghim xuống tự động nó sẽ lên tường. À, rất là đẹp, mình rất là thích. À, Tết mình trưng rồi đó, cái cây mai đâu rồi. Đây là cây mai, đây là cây mai của mình. Thì cây mai này mình mua nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình không có thời gian chăm sóc các bạn. Cái mai bông rất là lớn nha các bạn, bông rất là đẹp, rất là lớn. Còn cây này là cây phát tài, hôm Tết mình mua về mình trưng. Thì nó các bạn thấy có hai cây phát tài, như một có cây này các bạn, các bạn thấy không, nó khác với cái bông này nè. Đó, không phải là nó chết đâu nha các bạn, tại vì hôm trước là nó sống phát tài, nó dễ sống lắm, nó giống cái cây này này thôi đó. Nếu mà mình coi, cũng coi trên clip á, cái độc lạ các bạn, có một anh đó anh cũng trồng cây đó, mình thấy trồng cây hồng mà ảnh không biết như thế nào, ảnh không biết ảnh có chăm sóc nó có tưới hay không, thì nó cái bông nó giống như bông khô các bạn, nó không có tươi như cây thường của người ta, không biết nó chết hay là ảnh lai tạo giống. Thì mình cũng mắc trước ảnh thời gian sau mà một tuần hai tuần đó mình cũng không tưới, thì bây giờ nó ra cây được gì các bạn, cũng đang nghiên cứu rằng mình lai tạo giống theo dạ ảnh luôn á. À, các bạn thấy không, tưởng ảnh khó hay gì, cái bông hồng ảnh để bông sao khô được ta, mình cũng không biết. Thì hai tuần thôi, thường mình tưới cũng thường xuyên lắm, nhưng mà có cây này thì hai tuần mình vô tình mình không tưới nó đi thì nó cũng ra giống như cây mà ảnh đang tạo giống đó các bạn, nó cũng thành công. Sau hai tuần không tưới thì nó cũng cái giống cây bông mà nó cũng héo héo vậy đó. Nó cũng giống như ảnh rồi đó, bước đầu tương đối thành công rồi đó. Còn cái này các bạn thấy mình đang nghiên cứu hai loại, một cái loại mình đang mà vô tình cái này mình cũng tưới, cái này không tưới thôi, thì cái này nó héo, cái này không héo đó. Coi như thành công về cái đào tệ tạo giống để mà cho cây bông mà nó ra kiểu này nè các bạn, còn cái này là bông ra kiểu khác à, các bạn thấy không. Còn cái này cũng vậy các bạn, mình cũng thành công rồi nè các bạn thấy không, hai cây này cũng là cây cây sống đời, cái này là cây sống đời chứ nãy mình không biết đó, lộn cây phát tài, cái này sống đời nha các bạn, cái này cũng sống đời nhưng mà dò họ của sống đời. Thì hai cây này mình cũng nghiên cứu nha các bạn, nó vẫn có bông tốt. Còn hai cây này nè đó, mình cũng lai tạo giống theo cách mới, bằng cách vô tình là mình không tưới thì nó cũng ra các bạn bông đó nè, không bông khô, nó không bông tươi như vậy, nó thành công rồi các bạn. Mình cũng làm theo vô tình mình thôi, mình cũng thấy ảnh hay quá, hay quá, nhưng mà vô tình mình không tưới nó cũng thành công như cách trồng cây hồng của ảnh rồi đó, nó ra bông khô. Đây, còn cái ảnh có một cái này nữa các bạn, mình hôm Tết thì mình cũng coi ảnh, mình cũng coi cái trên mạng xã hội đâu, có nhiều cái cây dừa các bạn. Đó, độc lạ, nó ra những cái hình con rồng này kia đó, rất là nhiều nơi ở Bình Dương, ở miền Tây mình có những cây bán 4-5 tỷ. Đó, thì cũng có anh bạn đó, mình cũng coi trên đó đó, anh cũng đây tạo giống cái cây mà cô các bạn, anh cũng có hai cây dừa đó, hai cây dừa của anh thì nó một trái như vậy nhưng mà nó ra hai cây, nó ra như mình thì có một cây này thôi, ảnh thì ra đâm ra hai cây, một cây giống vậy nữa nằm bên đây, thì ảnh hai cây cũng vậy, còn mình thì có hai cây, một cây thì một trái và một cây thôi, còn ảnh thì hai cây nhưng mà một cây nó là tới một trái hai cây, còn bên đây cũng là một trái hai cây. Do đó ảnh thấy độc lạ quá, ảnh cũng bán, ảnh cũng quay, ảnh cũng bán cái vườn kiển của ảnh. Ở vườn kiển anh bán ra cũng trên 10 tỷ các bạn. Thì anh cũng quay bán cây dừa đó là một trái mà hai cây,
thì anh bán 2 tỷ. À, anh bán 2 tỷ. Mình thấy vậy mình cũng mê quá. Hôm nay mình quay hết vườn kiểng mình, từ lan đến cái cây mà nó mà mình làm cái giống mới á, bông mà nó khô á các bạn. Thì quay lên nó nhiều khi có ai mua không thì cũng đỡ phần nào. Cái giống mới thì bà con mà chơi thì bà con chơi đâu. Anh chị em thấy mới chơi. Còn cái này á thì một cây mình một trái một cây mà mình bán 1 tỷ thôi. Ảnh một trái hai cây ảnh bán 2 tỷ thì mình cũng có. Mình bán 1 tỷ một cây này thôi các bạn. Hai cây 2 tỷ. À, để mình quay cận cảnh cho các bạn cây xem cây dừa của mình nha. À, sung túc các bạn. Ở bên đây. Bình an. Ai, nha các bạn. Các bạn nào mà có mua vườn lan của mình á, có cây nào độc gì đó phát tài dừa. Ha, phát tài dừa. À, cây sống đời. Đó, cái sống đời này cũng là sống đời luôn. Đó, cái này là lai tạo giống mới nè các bạn. Nó ra bông khác nè. Đó, này cây sống đời lai tạo giống ra cái bông khác nè, bông khô nè, sau bông này. Thì các bạn liên hệ với mình ha. Đó, mình cũng không rành về cây kiểng. Do đó mình các bạn nào thấy độc lạ gì đó các bạn lại ủng hộ của mình thì mình chia sẻ kinh nghiệm hoặc là mình sẽ cho các bạn giống hoặc mua cây về các bạn trồng. Còn nãy mình nói là lên trên á, trên vườn lan mình thì cũng không thấy hoa đâu, mà xuống đây thì cũng không thấy bông hoa đâu. Thì thôi ngày 8 tháng 3 thì mình sẽ cố gắng kiếm một chút tiền để mua hoa cho vợ, chứ biết sao giờ mình thì hoa giờ thì ở vườn hoa mình không có. Thôi nha các bạn, rồi kính chúc các bạn ha, 8 tháng 3 thì mình với đàn ông thì cũng có cái gì đó để mà tặng vợ mình cho vui nha các bạn. Còn bây giờ là mình xin dừng cái clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau nha. Các bạn nhớ các bạn ủng hộ kênh của mình nhé. Ủng hộ kênh Thỏ Đam Mê bằng cách là các bạn hãy yêu thương thì các bạn hãy đăng ký, like và chia sẻ những cái clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.